Khánh xin chào mọi người, mình vừa mới set up xong kệ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người trưng bày cái kệ này nha. Thì một cái kệ lớn như vậy thì kích thước cái kệ này nó có thể tăng lên khoảng 1m7, tối đa là 1m7, nhưng thường là gắn vuông chân là 1m6. Cái bề ngang của nó là 40cm. Đi kèm với kệ là một bộ banner mà mình đã in những cái infographic và sticker. Thì ở trên đây nó có luôn là Made in Việt Nam nè, 100% chống thấm nước, và nhựa PVC là chất liệu của sản phẩm, và đặc biệt là cái lớp đế keo dán mà khi mà mình lột ra thì nó không để lại keo. Đây mọi người thấy đó là Enjoy sticker. Thì Enjoy sticker là cái tấm sticker như thế này. Tiếp theo đó là Leader sticker. Ở đây là tấm hình dán kích thước A6. Thì nó sẽ có cái một cái màn kim tuyến hấp lánh ở đây như thế này. Mọi người cứ xem cái tên sản phẩm ở đây ha. Còn đây là sản phẩm sticker Leader stick của mình. Một mặt là mình trưng bày được 24 mã. Và mặt tiếp theo đó là Reflection sticker, là sticker phản quang, chủ đề về Việt Nam. Và tiếp theo là mặt kệ sticker factory master sticker. Thì ở đây mình trưng bày là set 12 sticker Việt Nam. Đây là set 12 căn sticker. Thì nó có luôn thông tin sản phẩm ở phía mặt sau như thế này. Mọi người có thể xem thông tin tại đây nha. Sticker Factory đang có chương trình tặng ngay kệ trưng bày sticker 4 mặt siêu hấp dẫn dành riêng cho khách hàng đăng ký gói khởi nghiệp. Liên hệ ngay với Sticker Factory nhé, hoặc đến ngay cửa hàng Sticker Factory để tham quan và xem mẫu nha.